Ngày 21 tháng 7, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc một đối tượng chuốc thuốc mê người bán vé số để lấy số tiền 6,3 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 7, bà NTM 53 tuổi, quê Quảng Ngãi, làm nghề bán vé số dạo tại thành phố Đà Nẵng, đến công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu trình báo về việc bị một người đàn ông lấy trộm tài sản. Bà M cho biết, khi đi bộ trên đường Lê Đình Lý hướng về đường Nguyễn Hoàng thì gặp Nguyễn Đăng Phong. Người này là khách quen thường xuyên mua vé số của bà, tuy nhiên không rõ nhân thân lai lịch. Sau khi uống hết cốc nước ép do đối tượng mời, bà M đã được nghi phạm trở về phòng trọ của bà tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây. Khi về đến phòng trọ, bà M mê man không biết gì, tỉnh dậy thì phát hiện số tiền hơn 6 triệu đồng cất trong túi biến mất. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng cử lực lượng điều tra, xác định nghi phạm là Nguyễn Đăng Phong, 52 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Khi cơ quan công an tiến hành truy tìm thì ngày 18 tháng 7, nghi phạm Phong đã đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, đối tượng khai do nợ nần thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà M bằng cách cho thuốc ngủ và ly nước ép trái cây rồi đưa cho bà M uống. Đợi khi nạn nhân ngấm thuốc, nghi phạm đã lục túi sách, lấy đi 6,3 triệu đồng rồi bỏ trốn vào Quảng Ngãi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.